Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, Quốc hội giao cho 17 thẩm phán sẽ là cái vòng luẩn quẩn. Trái ngược với quan điểm của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân Tối cao và Chánh án Nguyễn Hòa Bình, thì Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã đưa ra kết luận là những vi phạm nghiêm trọng, tố tụng có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Cùng lúc đó trên mạng xã hội đã bùng nổ với hàng loạt bài viết và lời bình luận về những phát biểu hết sức chủ quan và cố chấp và dối trá của ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình giữa nghị trường Việt Nam. Đây là hình ảnh, bản ảnh thực nghiệm hiện trường điều tra Hồ Duy Hải đang lục ngăn bàn để cướp tài sản, thế nhưng các dấu vân tay hiện trường hoàn toàn không phải là của Hồ Duy Hải. Trong ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để xét nghiệm toàn bộ lại vụ án Hồ Duy Hải. Trong đó, trọng tâm và xem xét tính đúng đắn, hợp pháp của quyết định Giám đốc thẩm số 05/2020 vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp về vụ án Hồ Duy Hải là do gia đình Hồ Duy Hải gửi đơn. Các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng có đơn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vụ án này. Sau khi quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Theo đó, các thành viên Ủy ban Tư pháp xem xét tất cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử từ vụ sơ thẩm đến phúc thẩm, nhưng đặc biệt xem xét quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ án. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại quyết định Giám đốc thẩm vụ án. Thông tin cũng cho biết đa số thành viên của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thống nhất ý kiến về việc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ có văn bản báo cáo và kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét lại quyết định Giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền quy định tại điều 404 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Cũng theo đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, những vụ án khác chỉ cần một trong bốn căn cứ để kháng nghị Giám đốc thẩm theo luận định là có thể kháng nghị. Trong khi vụ Hồ Duy Hải có đầy đủ cả bốn căn cứ bao gồm việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ, kết luận trên bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án và có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố hoặc xét xử và có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình giải trình trước Quốc hội Việt Nam về vụ án Hồ Duy Hải. Việc điều tra, xét hỏi tại phiên tòa không đầy đủ, không làm rõ được những mâu thuẫn trong vụ án, kết luận trong bản án cũng không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải chưa được xem xét, đánh giá kỹ dẫn đến kết luận trong bản án về thời gian Hồ Duy Hải có mặt ở bưu điện Cầu Voi là chưa thuyết phục. Và kết luận trong bản án sai so với kết luận giám định. Bản án phúc thẩm phản ánh không đúng về phiên tòa sơ thẩm. Bản án kết luận dựa trên sự suy diễn chết người của kết luận điều tra và cáo trạng. Một điểm nữa, theo báo cáo của Ủy ban Tư pháp, là cơ quan điều tra, cơ quan chức năng điều tra đã chọn sử dụng những chứng cứ có lợi cho việc buộc tội mà không phản ánh trung thực khách quan những chứng cứ có lợi cho việc gỡ tội. Ủy ban Tư pháp thì cho rằng việc điều tra, xét hỏi tại phiên tòa không đầy đủ, không làm rõ được những mâu thuẫn trong vụ án. Thành viên Ủy ban Tư pháp tại phiên họp đã đánh giá những vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án là nghiêm trọng, có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Như vậy, trái ngược với quan điểm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao trong phiên giám đốc thẩm ngày 13 tháng 5, quá trình điều tra, truy tố có sai phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, thì sau đó, ngay bây giờ, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã kết luận là có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Facebook của nhà báo Trương Châu Hữu Danh, một người theo rất sát rất rõ vụ án này, đăng một dòng tin ngắn như sau: đã có 8 người chết, giờ thêm một người chờ chết, 52 tuổi. Theo nguồn tin chưa có điều kiện kiểm chứng, thì người nằm liệt giường một chỗ chờ chết này chính là ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, người đã phát biểu đòi tử hình dứt khoát Hồ Duy Hải vào ngày 7 tháng 12 năm 2017 trong chương trình phát trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Long An. Trong clip này, ông Đinh Văn Sang đã đề nghị Quốc hội nguyên văn là thi hành dứt khoát Hồ Duy Hải, tức là giết Hồ Duy Hải càng sớm càng tốt. Hàng loạt những bình luận và phân tích của các Facebook của nhà báo và giới luật sư đã chỉ ra sự yếu kém trong những biện pháp của Chánh án Nguyễn Hòa Bình trước Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Sang,
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Long An đang phát biểu đề nghị thi hành dứt khoát Hồ Duy Hải vào ngày 7 tháng 12 năm 2017. Suy đoán và chứng cứ là tựa đề cho bình luận của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông đã viết như sau. Trích lời ông Nguyễn Hòa Bình nói rằng có trực tiếp gây án thì Hồ Duy Hải mới nhận biết được chính xác hung khí. Đó là loại suy đoán theo hướng có tội. Nhận định rằng Hồ Duy Hải nhận biết chính xác hung khí có thể bị ép cung hoặc mớm cung chứ chưa chắc đã gây án. Đó là suy đoán vô tội. Dấu vân tay, vết máu, sợi tóc trên hung khí hoặc trên người nạn nhân là chứng cứ trực tiếp, khách quan. Đây là những chứng cứ không thể ngụy tạo và không thể chối cãi. Khi những chứng cứ này không thu thập được thì tất cả cũng vẫn là suy đoán. Mà đã là suy đoán thì có thể đúng và cũng có thể sai. Tuy nhiên, suy đoán vô tội thì có thể để lọt tội phạm, nhưng không bao giờ để xảy ra oan sai được. Ngược lại, suy đoán có tội thì có thể vừa để xảy ra oan sai, lại vừa để lọt ra tội phạm. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã kết luận như vậy. Và điều này cũng trùng khớp với quan điểm của nhiều luật sư rằng ông Nguyễn Hòa Bình không hề có tư duy về nguyên tắc suy đoán vô tội. Có thể nói đó là một nguyên tắc có tính chất căn bản của luật hình sự. Facebook Lê Thế Thắng đưa ra quan điểm tiếp theo như sau. Chánh oán Nguyễn Hòa Bình ở phiên giám đốc thẩm đầu tháng 5 có thể do mù mịt hồ sơ nên đã nhận định kết luận về vụ án theo kiểu đó. Dù rất ngớ ngẩn thì vẫn có gì đó chấp nhận được. Nhưng chánh án Nguyễn Hòa Bình tại diễn đàn Quốc hội như hôm qua sau rất nhiều sai phạm, khuất tất trong quá trình điều tra, tố tụng của vụ án được phơi bày mà vẫn ngụy biện rằng những luận điểm ngớ ngẩn, ngu lì đó thì quả thật là tuyệt vọng. Và không phải tuyệt vọng cho Hồ Duy Hải và gia đình mà là tuyệt vọng cho toàn dân Việt Nam ngày nay. Đất nước này hết người để điều hành lãnh đạo rồi hay sao? Facebook Nguyễn Quốc Việt thì lại lo ngại rằng sau này cũng chính 17 vị thẩm phán ấy lại tiếp tục nhân danh công lý để ra phán quyết với danh từ tên gọi rằng đó là hội đồng giao thớt. Đây là hình ảnh 17 trên 17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối với tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải. Facebook Nguyễn Quốc Việt đã nhận định như sau. Chủ tịch Quốc hội cần lập hội đồng hiến pháp tạm thời vì ta chưa có tòa án hiến pháp để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của tòa án tối cao vụ án bưu điện Cổ Voi. Không thể để hội đồng giao thớt này xem xét lại quyết định của họ trước đó. Họ lại biểu quyết y như cũ thì cũng như không có. Nếu họ không chấp nhận kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định tử hình với quyết định của mình thì sao? Và luật sư Nguyễn Kiểu Hưng đã đưa ra phân tích với tiêu đề bất thường là bất thường gì? Khám nghiệm hiện trường, bản ảnh đã ghi cái thớt dính máu mà đem tiêu hủy vì không nghĩ cái thớt là hung khí gây án. Đó là cái bất thường thứ nhất. Bất thường thứ hai là dân phòng phát hiện con dao nhưng vứt đi. Nạn nhân thì bị cắt cổ mà không nghĩ đến dao thì nghĩ đến cái gì? Bất thường thứ ba là không thu thập dấu vân tay, vết máu ngay khi khám nghiệm hiện trường. Những điều bất thường đó, nếu suy diễn logic thì khó có thể nói là vô lý, chủ quan hay trình độ lạc hậu của cơ quan điều tra được. Tôi nghi vấn là có dấu hiệu của hành vi cố ý làm thay đổi hiện trường, xóa dấu vết tội phạm cho đến khi quyết định bắt Hồ Duy Hải. Đề nghị cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc. Luật sư Trần Đình Dũng cũng đưa ra thông tin mới với nội dung như sau. Rút bỏ bản cung khai không nhận tội của Hồ Duy Hải ra khỏi hồ sơ để chỉ còn bản cung nhận tội sự phá án bì ổi của điều tra viên. Trong hồ sơ mà Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao gửi lên Ủy ban Tư pháp Quốc hội có chi tiết rằng lời khai đầu tiên của bị cáo không nhận tội thì không đưa vào hồ sơ vụ án cũng như không có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Như vậy, đây rõ ràng là hành vi sai trái, quá tệ của phía cơ quan điều tra. Sau những lời khai không nhận tội của Hồ Duy Hải bị rút đi thì chỉ còn lại lời khai nhận tội. Từ trước đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Long An hoàn toàn thông tin rằng Hải trong tất cả các bản cung đều khai nhận tội, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Thậm chí có cả bản cung Hải nhận tội có luật sư ký vào, nhưng là luật sư nguyên điều tra viên công an tỉnh Long An mới chuyển sang làm luật sư. Như vậy, điều tra viên có phá án một cách gian dối và bị ổi hay không? Luật sư Trần Đình Dũng cũng đặt câu hỏi như vậy. Đây là hình ảnh thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2008. Mặc dù hồ sơ còn trong tay cơ quan điều tra chưa đến khâu chuyển cho tòa án. Và thật kỳ lạ, không ai hiểu nổi vì sao thẩm phán lại tham gia khâu điều tra cùng với cơ quan công an. Điều này rõ ràng vi phạm trắng trợn sự độc lập của cơ quan điều tra. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh đưa ra nhận định như sau. Người ta thừa biết nếu hủy bản án Hồ Duy Hải
trả về làm lại thì sẽ tuyên vô tội, vì chả có chứng cứ trực tiếp nào ngoài 25 lời nhận tội cả. Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Nén có tới 50 lời khai nhận tội, dù cả hai vụ án ông đều ngoại phạm. Ông Nén cũng cởi áo tại tòa chỉ các vết thương do bị cán bộ điều tra dùng nhục hình, bức cung, khiến ông khai nhận tội. Thế nhưng hội đồng xét xử không xem xét. Sau đó, ông Nén đã chịu 17 năm tù oan. Và hôm qua, chánh án Nguyễn Hòa Bình đã trả lời trước Quốc hội về căn cứ để tuyên Hồ Duy Hải có tội. Toàn bộ trả lời thấy rằng chỉ căn cứ vào 25 lời khai nhận tội phù hợp với hiện trường để kết luận tội mà không có chứng cứ vật chất trực tiếp nào tại hiện trường là do Hồ Duy Hải thực hiện tội phạm. Ông Bình còn nhấn mạnh rằng nếu một người không ở đó thì không thể biết con gấu, cái đĩa để chính xác ở vị trí nào được. Đây là suy đoán chủ quan, phiến diện, không có căn cứ. Bởi vì Huỳnh Văn Nén cũng không có mặt tại hiện trường và thực hiện hành vi giết bà Bông và bà Nga mà khai vênh vách 50 bản cung nhận tội, luôn giết hai người, hai vụ án mà. Và ông Nén cũng không kêu oan mà chỉ có người cha đi kêu oan cho con thôi. Và tôi hỏi ông Bình, cách đây một tuần ông ăn những món gì, làm việc gì, ông có mô tả chính xác được hay không? Theo ông Bình, báo cáo Quốc hội thì thấy rằng kết tội Hồ Duy Hải chỉ dựa vào lời khai mà không chứng minh được vật chứng, công cụ phương tiện chứng minh tội phạm. Đây là việc kết tội hết sức khiên cưỡng, nguy hiểm, trái nguyên tắc, suy đoán vô tội theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Và theo diễn biến vụ án mà ông Bình phát biểu thì đã rõ, ngoài động cơ mục đích phạm tội của Hồ Duy Hải đang cùng mâu thuẫn với bản án, còn có vật chứng như dao, thớt, tài sản, sim điện thoại, nhẫn của nạn nhân không thu được để chứng minh dấu vết tội phạm, mà chỉ dựa vào lời khai nhận tội để kết án là hết sức chủ quan, phiến diện. Tuy nhiên, bản ảnh hiện trường đã chụp đầy đủ thì tại sao các dấu vết công cụ phạm tội lại bị mất đi, sau đó lại tìm vật tương tự không có dấu vết tội phạm để chứng minh tội phạm, hay là hung khí khác mà cố tình hủy vật chứng để đổ tội cho Hồ Duy Hải, và mẫu ADN và dấu vân tay, dấu chân thu được tại hiện trường lại không trùng với Hồ Duy Hải. Đây là vấn đề quan trọng nhất của vụ án mà lại không chứng minh được các dấu vết phù hợp với lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải. Các chứng cứ này không phù hợp với Hồ Duy Hải, như vậy phải có hung thủ khác phù hợp với các dấu vết này, và chắc chắn không phải là Hồ Duy Hải. Và nhận tội trong bốn bức tường khi bị giam đã xảy ra với ông Huỳnh Văn Nén mà tôi đã bảo chữa, và với Hồ Duy Hải thì việc chứng minh 25 lời nhận tội và truy xét chủ quan phù hợp với diễn biến quá trình phạm tội là không khách quan. Chưa nói bị ép cung, dùng nhục hình, mớm cung hay không. Vật chứng và hiện trường không có gì chứng minh dấu vết cho sự có mặt của Hồ Duy Hải khi gây án. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh đã nói như vậy. Đây là hình ảnh người có 17 năm tù oan, ông Huỳnh Văn Nén cởi áo ngay trước tòa chỉ ra vết thương do bị tra tấn, bức cung, nhưng hội đồng xét xử đã từ chối xem xét. Cũng là luật sư Nguyễn Văn Quỳnh đã đưa ra việc ông Nguyễn Hòa Bình thành lập hội đồng thẩm phán gồm 17 người là hoàn toàn sai luật. Luật sư Quỳnh cũng lo ngại rằng cũng hội đồng này 17 thẩm phán cũ đã xem xét xử tử hình thì có thể họ sẽ giữ nguyên quan điểm cũ, bác kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và luật sư Nguyễn Văn Quỳnh lập luận như sau: căn cứ vào khoản 4 điều 382 đối với kháng nghị giám đốc thẩm thì chánh án tòa án nhân dân tối cao sẽ thành lập hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán. Không hiểu ông chánh án Nguyễn Hòa Bình áp dụng điều luật nào để huy động hết toàn bộ hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao gồm 17 thẩm phán để thành lập hội đồng xét xử giám đốc thẩm. Đây là việc áp dụng không có căn cứ pháp luật, dẫn tới áp dụng sai tố tụng. Như vậy, tình huống có thể xảy ra nếu kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo khoản 1 điều 382 Bộ luật Tố tụng Hình sự có thể tiếp tục bị hội đồng thẩm phán 17 người bác kiến nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm. Và nếu như hội đồng thẩm phán tối cao lại bác kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp, tòa án bác quyền giám sát của Quốc hội. Và để đảm bảo khách quan thì cách duy nhất phải là chờ hết nhiệm kỳ của hội đồng thẩm phán tòa án tối cao 17 vị thẩm phán đã được Quốc hội phê chuẩn để thành lập hội đồng thẩm phán khóa mới, nhiệm kỳ mới 2021. Luật sư Trần Hùng Phong cũng chia sẻ cảm xúc tham gia phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải như sau: tôi là người trực tiếp dự phiên tòa giám đốc thẩm, nghe hai bên tòa viện đối đáp tranh luận, nhiều lần nghe các vị thẩm phán trong hội đồng hỏi vặn viện kiểm sát kiểu như căn cứ cơ sở nào mà kháng nghị, tại sao chủ tịch nước đã bác đơn ân xá rồi còn kháng nghị gì nữa, trước đây đã bác kháng nghị sao giờ lại kháng nghị. Rồi họ cười khà khà, họ có vẻ tự đắc. Nói thật là tôi có cảm giác sợ,
sợ hãi đến nổi da gà. Họ đang bàn về sinh mạng một con người có thể bị oan với sai sót trong quá trình điều tra, tức là chính họ thừa nhận mà vẫn tàn nhẫn và vô cảm quá. Tôi tuyệt đối không sợ ai trong số họ, mà là một nỗi sợ cho thân phận con người. Chúng ta cần lên tiếng bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, chứ không phải bênh vực cho tội ác vô cảm với cái chết vô lý và đau đớn của hai nữ nạn nhân. Luật sư Trần Hồng Phong đã kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 với bản tin Vụ án Hồ Duy Hải, Quốc hội giao cho 17 vị thẩm phán sẽ là cái vòng luẩn quẩn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.